Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Chiều 16 tháng 8, tại buổi cung cấp thông tin về kết quả phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đã giải thích rõ về chủ trương phân loại xử lý tội phạm trong chùm án Việt Á. Đến nay, theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, các cơ quan đã khởi tố 33 vụ án, 111 bị can với 6 tội danh liên quan đại án Việt Á. Ông Yên nói, các vụ án đã đến giai đoạn có thể kết thúc điều tra, cố gắng từ nay đến cuối năm kết thúc điều tra, truy tố, xét xử chùm án Việt Á. Chùm án Việt Á xảy ra trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn biến phức tạp. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, đây là một bối cảnh hết sức đặc biệt. Khi có vi phạm và tội phạm xảy ra, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đều nỗ lực chứng minh, làm rõ. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng nêu yêu cầu chặt chẽ khi chỉ đạo xử lý đại án này. Ông Yên phân tích, sẽ có nhóm được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là nhóm thứ yếu, phụ thuộc, phải thực hiện theo mệnh lệnh và không có động cơ vụ lợi. Họ không được hưởng lợi ở tuyến đầu chống dịch và chủ yếu vi phạm trong hoạt động đấu thầu. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra và cần kit xét nghiệm ngay, ông Yên cho rằng những người nhận chỉ đạo từ cấp trên có người đã phải làm mọi cách để có kit xét nghiệm cho dân. Nhưng đó là việc cái chung. Hậu quả của hành vi đấu thầu này là có, vì các quy trình đều làm tắt trong bối cảnh đại dịch. Nhắc lại bối cảnh đặc biệt khi xảy ra vụ Việt Á, ông Yên cho biết, đại án này liên quan nhiều người từ các bộ ngành, cơ quan trung ương đến địa phương và cả doanh nghiệp ngoài nhà nước, cơ sở y tế công và tư. Vì lẽ đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã có chủ trương phân loại xử lý đối tượng trong vụ Việt Á. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, vi phạm đã để lại hậu quả lớn, hành vi sai có hậu quả phải xử lý, nhưng bối cảnh như thế nên Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương tha, miễn cho nhóm này. Tất cả hậu quả của sai phạm chỉ xử lý với người chủ mưu, cầm đầu và kẻ hưởng lợi. Theo ông Yên, những đối tượng thuộc diện phân hóa trách nhiệm nêu trên đều có tiêu chí phân loại, xử lý, được xem xét để tha, miễn chịu trách nhiệm hình sự và cũng không phải chịu trách nhiệm dân sự. Ngày 18 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á và các đơn vị liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 38 bị can, trong đó cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm COVID-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Ông Long có vai trò thực hiện, giám sát công tác phòng chống dịch, nhưng lại có hành vi sai phạm liên quan đến vụ án Công ty Việt Á hối lộ các quan chức hàng trăm tỷ đồng để thông đồng nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỷ đồng trong vụ Việt Á. Ngoài ra còn có các bị can khác như ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế Bộ Y tế, ông Nguyễn Nam Liên, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế, ông Trịnh Thanh Hùng, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành Kinh tế Kỹ thuật Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Huỳnh, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý giá Cục Quản lý Dược, cựu Thư ký Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng bị đề nghị truy tố. Ông Phan Quốc Việt, cựu Giám đốc Công ty Việt Á, Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án Việt Á, ông Chu Ngọc Anh bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định, cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh gây thiệt hại 18,98 tỷ đồng, liên đới gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền gây thiệt hại và hưởng trái phép của Công ty Việt Á từ việc tiêu thụ kit xét nghiệm trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020. Theo kết luận điều tra, khi tham gia nghiên cứu đề tài, sáng 27 tháng 8/2020, ông Phan Quốc Việt,
Tổng Giám đốc Công ty Việt Á nhắn tin xin gặp ông Chu Ngọc Anh nhưng không được trả lời. Chiều cùng ngày, Việt mang theo một ba lô màu xanh, trong đó có 200.000 USD, hơn 4,6 tỷ đồng và một số khẩu trang, nước rửa tay đến trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông Phan Quốc Việt sau đó được Chánh văn phòng Bộ đưa đến phòng làm việc của ông Chu Ngọc Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại đây, ông Việt nói chuyện xã giao và lấy túi màu xanh đưa cho ông Chu Ngọc Anh nói là quà cảm ơn. Sau khi ông Việt ra về, ông Chu Ngọc Anh cất túi màu xanh này vào phòng ngủ phía trong phòng làm việc. Khoảng cuối tháng 9 2020, khi dọn phòng làm việc để chuyển về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh mới kiểm tra và thấy túi quà có tiền. Cơ quan điều tra xác định, ông Chu Ngọc Anh không trao đổi, bàn bạc thỏa thuận gì với Phan Quốc Việt về việc đưa nhận tiền, cũng không gây khó khăn nhằm mục đích phải đưa tiền. Theo kết luận điều tra vụ sai phạm mua sắm kit test của công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 25 bị can khác cùng bị đề nghị truy tố về tội danh trên. Theo kết luận điều tra, khi dịch COVID-19 bùng phát, Chính phủ và Bộ Khoa học Công nghệ giao các đơn vị khoa học chủ động nghiên cứu chế tạo sinh phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch, với mục đích để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu, test xét nghiệm, sau đó chiếm đoạt, biến test thành sản phẩm của công ty để sản xuất, tiêu thụ. Việt đã thông đồng với Trịnh Thanh Hùng để Việt Á được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt tham gia, phối hợp Học viện Quân y thực hiện đề tài. Sau đó, Việt đề nghị Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế, can thiệp, tác động, chỉ đạo Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế, để Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức test xét nghiệm COVID-19. Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 test xét nghiệm cho Bộ Y tế, Việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng một test không có căn cứ. Bộ Y tế sau đó kiểm tra giá hiệp thương, xác định Việt Á thay đổi nguyên vật liệu sản xuất nhưng không ra kết luận kiểm tra, không kiến nghị xử lý, dẫn đến công ty Việt Á tiếp tục sử dụng mức giá trên, tạo mặt bằng giá để bán cho các đơn vị, địa phương. Theo kết luận điều tra, Phan Quốc Việt đã chi tiền cảm ơn cho các cá nhân Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ 200.000 USD, Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ 200.000 USD, Phạm Công Trạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 50.000 USD. Ngoài ra, Bộ Công an xác định Phan Quốc Việt còn đưa hối lộ cho các ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế 2,25 triệu USD, Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Long 4 tỷ đồng, Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 300.000 USD, Trịnh Thanh Hùng, cựu Vụ phó Vụ khoa học công nghệ 350.000 USD, Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế 100.000 USD. Tổng số tiền Việt đưa hối lộ là 3 triệu USD, tương đương hơn 68 tỷ đồng và 4 tỷ đồng. Bị can Phan Quốc Việt được đánh giá có vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại!